Messi không nằm trong danh sách 21 cầu thủ PSG đá trận RB Leipzig ở lượt 4 bảng A Champions League ngày 3 tháng 11. Trang chủ PSG xác nhận Messi gặp vấn đề ở gân kheo chân trái và bị đau ở đầu gối sau một pha va chạm. Anh lỡ hai buổi tập và không cùng đồng đội sang Đức. Điều này đồng nghĩa với việc Messi sẽ vắng mặt trận thứ ba mùa này vì chấn thương. Trước đó, chủ quân của 6 quả bóng vàng ngồi ngoài khi PSG gặp Metz và Montpellier tại Ligue 1 cuối tháng 9. Anh có thể trở lại khi PSG làm khách của Bordeaux vào thứ Bảy 6 tháng 11, rồi hội quân cùng đội tuyển Argentina đá hai trận vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ gặp Uruguay và Brazil. Messi đá chính khi PSG thắng ngược Lille ở vòng 12 Liga một hôm 29 tháng 10, dù lỡ buổi tập một ngày trước đó do vấn đề nhỏ về cơ bắp. Tuy nhiên, anh cũng chỉ chơi 45 phút, rồi nhường chỗ cho tiền đạo đồng hương moro Icardi sau giờ giải lao. Sau trận, Huấn luyện viên Mauricio Pochettino giải thích thay Messi nhằm đề phòng sự cố và hy vọng anh sẽ sẵn sàng cho chuyến làm khách trên sân Red Bull Arena của RB Leipzig. Messi chưa ghi bàn qua 4 trận tại League 1. Đây là khởi đầu tệ nhất của ngôi sao Argentina kể từ mùa 2005-2006, mùa thứ hai anh chơi cho đội một Barca. Cả 3 bàn Messi ghi cho PSG đều đến ở Champions League, một ở trận gặp Man City cùng cú đúp ở trận thắng RB Leipzig. Ngoài Messi, PSG cũng không có bộ đôi tiền vệ Marco Verratti và Lian Pares vì chấn thương. Trung vệ Sanchez Ramos vẫn tập riêng, nhưng Kylian Mbappe trở lại sau khi lỡ trận gặp Lille vì viêm tai.